quả trống đứng vững với phần đế hình chóp cụt, bề mặt của đế để trơn nhẵn, đẹp không tì vết, thân trống hình trụ và thoải dần theo chiều từ trên xuống dưới. Nó được trang trí bằng hình các vũ sĩ nhảy múa và cầm rìu trên tay. Bề mặt của nó được chạm cảnh các con thuyền. Mỗi thuyền đều có chỉ huy, người đánh trống, người cầm lái, người áp giải tù binh, kết nối tăng trống và thân trống là những chiếc quai. Phần trên cùng là mặt trống, nó có sự hội tụ của nhiều họa tiết khác nhau. Vị trí chính giữa là ngôi sao nhiều cánh, đang xen giữa các cánh sao là lông đuôi chim công. Sản phẩm thể hiện niềm tự hào to lớn về thành tựu văn hóa của người Việt cổ, cụ thể là kỹ thuật đúc đồng và tư duy nghệ thuật tinh tế. Ngoài ra, nó cũng khẳng định nền văn hiến lâu đời, có sức sống trường tồn. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.